Thank you.
Chương trình phụng điếu. Vậy vào giờ này, xin mời toàn thể con cháu tang chế chỉnh tề trở về hiểu đường và ân tập trung quanh linh đài để chuẩn bị tiếp lễ. Gia đình đã được tạm dừng đi vào
đồng và dùng cố gắng đồng hồ hướng về hồ thần tầng. Tiếp tục lời miếng thì sẽ được bảo vệ về phụ nữ và nữ hoàng. Bởi vì là một
bức tình đơ. Thôi mộng của chúng hôm nay đã xa rồi còn thế. Chúng tình đơ trong tình đơ sợ kiểu. Đồ ngàn lên đầu góc phần trong những đời cùng biết một điểm. Là để chia sẻ kẻ đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá. Thank you.
Đài trúc trong bệnh viện sáu điểm riêng đi tâm hồn của thủng quốc qua đời ai mà được biết những việc làm việc sống thực tiễn phân đấu và lòng thần cầu nguyện đất vị các vị sư đồ kia con người ai rồi một lần cũng xả bảo tự thân
Hôm nay đạo hữu, một trong những người thuần thành của nhân vật đường, từ đây đã vắng bóng, không còn sinh hoạt về nhân vật đường. Đây là một điều mất mát đối với nhân vật đường. Và về phía nhân vật đường cũng rất là có lời chia buồn với gia đình tán quyến, khi quý vị đã mất những người thân nhất ở trong gia đình, từ đây cũng còn hiện diện với quý vị. Tất cả đó chúng ta dùng tinh thần hướng về sự cầu nguyện. Giờ phút này xin quý đạo hữu cùng hướng tâm để hết lòng cầu nguyện cho quả cổ linh được sớm siêu thoát. Nam mô Tiếp Kiệm Đại Sư. Từ Thiên Huế xin trân trọng kính mời bác. Tôi xin thay mặt ban hộ từ niệm đường gửi lại thư lệnh tiêu độc thư phong ưu của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thiểu Thiên Huế, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, ban trị sự văn phòng chùa Từ Đàm số 1 đường Sư Đồ Quán, phường Trường An, thành phố Huế. Phật lịch 2564, Huế ngày 15 tháng 6 năm 2020. Thư phong ưu, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế kính gửi gia đình đạo hữu Trần Văn Anh, kính qua ban hộ từ niệm Phật tường gửi lại việc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hầu lễ U Bà Di Phạm Nhân Nguyên Công đã mệt chung ngày 22 tháng 4 nhuận năm Cái Tỷ, tức ngày 13 tháng 6 năm 2020 tại thôn ở Lại Trung, xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giáo hội rất xúc động và thương tiếc, từ đây giáo hội mất đi một Phật tử thuần thành trung nghĩa và đạo pháp, quý gia đình về biệt xa hợp một người thân yêu. Thay mặt ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi thành tâm cầu nguyện chư Phật phóng quang tiệt độ hướng lên cổ đạo hữu sớm tiêu diêu về điều cực lạc và kính lời phương ưu cùng quý vị trong tam quyển. Đức Phật đã dạy tất cả các pháp hữu vi đều sanh diệt, diệt sanh thì có niết bàn là an vui tự tại. Giáo hội rất mong quý tam quyển luôn luôn tỉnh thức được lời dạy của ngài và vơi đi nỗi đau thương vì ngã thế gian. Hãy quan sát bản chất vô thường của vạn vật, thường nhớ đến niềm tin tam bảo, nói theo tâm điểm hướng thiền và cũng hành cứu độc thủ hướng lên. Báo thủy từ gia hồ Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính thư thay mặt ban trị sự phó trưởng ban thường trực hòa thượng Thích Khế Chân. Để tiếp tục chương trình hành lễ, xin mời bậc quyền phó ban hộ từ và hướng hương cầu nguyện. Cầu nguyện người thương chư Phật, chư đại bồ tát, chư từ phóng quang.
quan thiệp đồ hương lên tổng chương sanh về nhìn thần tăng. Sinh ly từ biệt này nên trong những ngày qua quỷ bạc đã đến đây trong tình đào vị sớm hôm cầu nguyện để hầu mong cho hương hồn thân mộng chúng con sớm được siêu thăng lạc quốc. Và đặc biệt hôm nay quỷ bạc lại bỏ không ít thời gian vàng ngọc của mình để đến đây trước là thừa lệnh của ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua thư phân ngôn, sau nữa là phụng viếng và phân ông. Sự hiện diện hôm nay của quý vị không những mang lại niềm vinh hạnh và khích lệ cho gia đình Tán Quyến mà còn thể hiện niềm đạo tình thắm thiết đối với quả cố mẹ hiền của chúng con. Được ân đức vạn nghiệp tình cao quý ấy, Tán Quyến chúng con xin được thành kính tri ân, nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ của quý bác thân tâm thường lạc. Nam mô An Lạc Đồ Bồ Tát. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà. Gia đình Tán Quyến xin được kính đón tiếp lễ phụng điếu một bề xa một vị cư dân quyền ở Phú Giang và lễ phụng điếu của mẹ Toàn ở Kẻ Sông trong tình không gian với gì đình xin kính bày giờ vào hoàn nhạc khe tin thân mộng của cũng không có đời quý mẹ đã gửi lễ vật về với đường phụng điếu đăng thẳng tình cảm
hào hào thắng chư Phật, lao động với nhiệm vụ của tập đoàn thiền pháp, vì từ từ cái mặt với hình đạo không dù có đi đến cùng thời của nhân, cũng không bao giờ gặp lại bao công thể khác này. Thank you.
Một lần nữa xin mời toàn thể tăng quyến, tăng chế chỉnh tề, vân tập hiểu đường để cùng tham gia cầu nguyện trong buổi lễ phụng tụng đại thừa Di Đà kinh chiều hôm nay. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp tục lễ viếng gia đình rất được đọc tiệc lễ phụng điếu của O Phương ở Mỹ trong tình nghĩa với O Hoa. Xin mời vị đại diện vào hoàn lễ. Tôi
Nắng cuồng nước cuồng gông. Thôi đi. Đâm đó, đâm đó thì nó đi tăng hạn ăn nè. Tắt hơi đó, tăng hạn còn đâm đa nữa. Tăng sau. Đi tăng sau, con tăng đi mày ăn về đâm đa có tùy sẽ bị ép. Để đấy với đọt kia. Bao nhiêu? Ah.
sau khi phụng thực xong, xin kính mời quý vị được quan tâm tiếng và một phút mời các cùng con người pháp hội để tham gia câu tạ từ. Vì kể từ nay mà cho đến ngàn năm, dù có đến đến cuối tận cuộc đời, cũng không bao giờ gặp lại bao nhiêu thời gian này. Xin chân trọng kính mời quý vị khán giả về đường tà của chúng mình. Đạo Phật đang từ từ tiến vào hiểu đường là toàn thể các cháu ngoài. Là toàn thể các cháu ngoài, cháu trai, cháu gái, cháu dâu và cháu rể, bao nhiêu tuổi lượng đều giao tâm, tâm tình vòng đấu dẫu lồng lồng, sáng hồi sáng rồi nồng ngày dòng, mỏng hạt nằm mấy lời thâm nhân, các thảo biệt đặc biệt được khói ta bỏ. Và từ từ tôi được tặng vào những trại tòa phạm của hắn và nhận cửa cháu trời, cháu con, cháu gái, cháu con, cháu đẹp và nhận cửa cháu là bà được mở cho chúng cháu được sinh ra trên
quan tâm này. Thank you.
Thank you.
đường phụng tùng đại thừa, mời toàn thể các cháu tăng thể chỉnh tề vâng tập hiểu đường tề tù phật tiền. Thank you.
thẳng luôn. Thank you.
trần thì cung trần thì hoa trần thì hương hình thoảng phán văn trong trần phân vai đông quan thể ta mong hiểu quyền nam nữ nội ngoại thượng hạ chúng đăng chư hiền hương linh nè ba người ngang dao của mình của anh, ba người chơi chột đi, ba người ngang đi lên lưng nữa rồi đi, đi. Thank you.
phái đấng quan thế tăng mong hiệu quyền nam thừa tam quy ngũ giới cổ cầu tăng thị cử pháp nhân nguyên công hướng thọ pháp tâm thân tuệ chi linh ni tường
gia đình tăng quyền sẽ được kính đồng tiệp lên phụng điếu. Dù đau bận đồ sang đời, tham gia thì nghiệp muôn đời vào nhau. Khi ai tin thân màu quả cũng vơi qua đời, anh đã về đây trong tình tham gia hàng từ. Đầu kẻ thân lòng đủ tình đồ đi đà, được sự nghiệp sáng tuổi ấy. Thế vì tham tình sẽ được kia và ngày mai. Được thực làm và tình tham gia cao quý ấy, gia đình xin được kinh an và niềm ơn.
đường quan âm điện và hồ thất hồng cùng với đời sáu tuổi để thay cho câu tạ ơn vì về từ hải mà có thể làm sao dù có khí điện cùng trời tổ thất cũng không bao giờ gặp lại trong tinh thần con người vẫn còn chuyện họ minh mang với người thu đồ chuyện không minh tài phòng ngăn khí điện từ đây ấm phần vốn lòng hơi bằng chiếc hoa sau khi giờ con phong xin mời những quý vị lúc nào thì dùng càng giờ thấy nhắm mắt bật vô hoạt lòng để rồi giờ đến cái đời không đời đạo xuất được đời khó dù đời thì đúng là hết sức mà có cùng mà bằng phật phàm bảo tự thân không có điện đáng được phải chịu cảm giác đến từ điểm có điện cầu cầu là điện đáng các tình bà con của mình không có phải góp phần cầu nguyện cái điện đáng được sức lực tạp trà với lòng người cầu cầu ảnh với sự cảm hứng nhận định